Tiểu sử ca sĩ Eric. Eric tên thật là Lê Trung Thành, được biết tới với nghệ danh là Eric, và là một ca sĩ và vũ công. Eric từng tham gia chương trình Giọng Hát Việt Nhí năm 2013 và sau đó trở thành thành viên của nhóm nhạc Monster. Năm 2016, Eric gây tiếng vang lớn với ca khúc Sau Tất Cả và giành được nhiều giải thưởng trong nước và giúp anh có được đề cử tại giải thưởng âm nhạc cống hiến cùng năm cho nghệ sĩ mới xuất sắc nhất. Eric quê ở đâu? Eric quê ở Hà Nội, hiện tại sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Eric sinh vào ngày 13 tháng 10 năm 1997, tên thật là Lê Trung Thành. Về cuộc đời và sự nghiệp của ca sĩ Eric. Eric sinh vào ngày 13 tháng 10 năm 1997 tại Hà Nội trong một gia đình không có ai theo nghệ thuật. Gia đình đã từng phản đối việc Eric chọn con đường nghệ thuật. Một thỏa thuận được đặt ra là nếu Eric vượt qua vòng giấu mặt của Giọng Hát Việt Nhí năm 2013, gia đình sẽ tạo điều kiện cho anh theo đuổi con đường nghệ thuật. Kết quả là Eric đã vượt qua vòng thi giấu mặt và chọn gia nhập đội của huấn luyện viên Hiền Thục và kết thúc chương trình với vị trí top 15. Ngoài Giọng Hát Việt Nhí, Eric còn tham gia một số cuộc thi âm nhạc khác và đạt được các thành tích đáng khích lệ như giải vàng giai điệu Tuổi Hồng Toàn Quốc năm 2013, top 25 chương trình Ngôi Sao Việt năm 2014, top 4 trong The Winner Eat năm 2014. Một năm sau, chương trình Giọng Hát Việt Nhí 2013, Eric tham gia vào cuộc thi tuyển thực tập của ST319 vào tháng 1 năm 2015 và chính thức được lựa chọn làm thực tập sinh của công ty với hợp đồng đào tạo toàn diện về khả năng ca hát, nhảy múa, trình diễn chuyên nghiệp theo mô hình đào tạo của ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc trong vòng 1 năm. Sau thời gian đào tạo, Eric chính thức ra mắt khán giả với sản phẩm âm nhạc đầu tay mang tên Sau Tất Cả. Ngày 11 tháng 1 năm 2016, trên trang YouTube của ST319 xuất hiện bản audio của ca khúc này. Sau đó 2 ngày, một đoạn video khác giới thiệu về sự ra mắt của Eric được cho là thành viên đầu tiên của dự án nhóm nhạc Monster. Ngày 15 tháng 1, MV chính thức của ca khúc Sau Tất Cả được phát hành trên kênh YouTube của ST319. Ca khúc đã nhanh chóng trở thành cơn sốt không chỉ trong làng giải trí Việt Nam mà cả trong xã hội của Việt Nam. Suốt nửa đầu năm 2016 đã mang lại nhiều danh vọng và giải thưởng về cho anh. Sau Tất Cả cũng lọt vào danh sách những câu nói kinh điển trên mạng Tất Cả xã hội năm 2016 do VN Express bình chọn, cũng như được rất nhiều ca sĩ, người nổi tiếng và fan nước ngoài cover lại. Trên các phương tiện truyền thông lớn, ca khúc này còn được gọi là ca khúc quốc dân của Việt Nam. Trong nửa đầu năm 2016, Eric đã tham gia ghi âm cho 2 ca khúc nhạc phim bao gồm Yêu và Yêu là OSTS của phim Bệnh Viện Ma và Tôi Là Ai Trong Em của bộ phim Taxi Em Tên Gì. Nửa cuối năm 2016, sau khi tung bản thu và bản vũ đạo của ca khúc Stunis Up thì vào ngày 6 tháng 9, ST319 chính thức tung MV ra mắt nhóm nhạc mới mang tên Monster, bao gồm 3 thành viên, đó là Eric, Nicky và Kay. Trong đó, Eric chính là giọng chính của nhóm. Tháng 12, với cương vị đại sứ du lịch Việt-Hàn do Tổng cục Du lịch Hàn Quốc lựa chọn, Monster đã tham gia vào chuỗi hoạt động quảng bá du lịch của mình tại Hàn Quốc, mà trong đó điểm nhấn là việc cho ra mắt MV quảng bá du lịch Hàn Quốc có tựa đề Love Stand. Tham gia MV có sự góp mặt của nữ diễn viên Choi Jin-hee, từng tham gia vai diễn nữ y tá của Park Ki-hee trong bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời. Vào những ngày cuối năm 2016, đầu năm 2017, Eric tiếp tục cho ra mắt một sản phẩm solo khác của mình là ca khúc Lạc Nhau Có Phải Muôn Đời. Đây là ca khúc OST cho bộ phim Chờ Em Đến Ngày Mai. Ca khúc bao gồm một bản audio và một MV. Ca khúc này cùng những thành công của các ca khúc nhạc phim trước đó đã giúp cho Eric được chính thức
giới truyền thông và khán giả, đặc biệt là hoàng tử nhà phim. Tham gia vào MV còn có sự góp mặt của hai diễn viên chính là người mẫu Quang Đại và Miss Teen 2012 Thu Trang. Vào tháng 2, Eric và ST319 đã xảy ra mâu thuẫn sâu sắc vì vấn đề hợp đồng lao động giữa nghệ sĩ và công ty quản lý. Tranh cãi này là sự kiện tốn bút mực của giới báo chí trong nước. Hai bên đã phải nhờ tới pháp luật can thiệp vì không thể giải quyết bằng cách thương lượng. Eric quyết định rời khỏi Monster lẫn ST319 và trở thành ca sĩ tự do. Trong các hoạt động sau này, nhiều lần Eric và Monster cùng tham gia một sự kiện, họ vẫn thoải mái nói chuyện và chụp ảnh chung. 3 tháng sau scandal, Eric với tư cách là ca sĩ tự do đã hợp tác với một cựu ca sĩ khác của ST319 là Min cho ra mắt MV mới có tựa đề Gen. MV đã nhận được nhiều sự chú ý của khán giả, đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của anh sau scandal, cũng như thú vị sau khi hai nghệ sĩ cùng là những ca sĩ tự do của ST319 đào tạo quản lý trước đó. Ca khúc được sản xuất bởi AD Production do nhạc sĩ Khắc Hưng sáng tác. Đây được coi là một sự trùng hợp thú vị khắc ghi Khắc Hưng chính là người đã phối hợp với ST319 để cho ra đời ca khúc sau tất cả làm nên tên tuổi của Eric. Ca khúc này còn lập được những thành tích cao trên bảng xếp hạng âm nhạc Việt Nam. Sau hơn 4 ngày lên sóng, Gen đã cán mốc 3,5 triệu lượt xem và đứng nhất trên top trending của YouTube tại Việt Nam. Những vụ scandal lùm xùm về đời tư và sự nghiệp của ca sĩ Eric, lùm xùm vi phạm nhân cách của Eric với ST319. Tối ngày 25 tháng 2 năm 2017, nam ca sĩ Eric, tên thật là Lê Trung Thành, đã đăng đoạn trạng thái trên trang Facebook cá nhân xác nhận thông tin chính thức tách khỏi công ty giải trí ST319 để theo đuổi con đường sự nghiệp solo. Theo đó, ca sĩ trẻ Lê Trung Thành cũng có những dòng chia sẻ đầy ẩn ý khiến cộng đồng mạng lập tức dậy sóng. Cuộc sống vốn phức tạp, giữa những đổi thay của trắng đen sáng tối hay nó thực ra vô cùng đơn giản, nhưng lòng người trắc ẩn đa đoan đã làm trở nên vuông tròn góc cạnh. Có những vật, những việc bạn chỉ nghe nên rồi bỏ qua, còn có những việc bạn phải nghe từ nhiều phía để có thể hiểu rõ hơn mọi mặt của vấn đề. Nhưng sau khi dòng chia sẻ này của Eric được đăng lên, câu chuyện lập tức nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Có người tỏ ra đồng cảm với sự ra đi đột ngột của cựu thành viên Monster, nhưng cũng có nhiều ý kiến chỉ trích và phần đông khán giả nghi ngờ rằng mối quan hệ giữa Eric và công ty ST319 có nhiều uẩn khúc. Ngay lập tức, Aiden, ông bầu mát tay của ST319, đã thẳng thắn chia sẻ suy nghĩ của bản thân xoay quanh việc Eric quyết định thanh lý hợp đồng và tách nhóm Monster để hoạt động solo với giới truyền thông. Aiden tiết lộ, Eric là người chủ động đơn phương chấm dứt hợp đồng với lý do đưa ra là không phù hợp với môi trường làm việc và áp lực của công ty, không đủ sức khỏe cũng như vì một số lý do cá nhân khác. Aiden cũng cho biết thêm, Eric đã tự ý nhận show diễn riêng tại quán bar vào ngày 18 tháng 2 và một sự kiện vào ngày 4 tháng 3 sắp tới mà không hề thông qua công ty dù hợp đồng giữa hai bên chưa xử lý. Chính vì thế, lý do muốn tập trung vào việc học mà Eric đưa ra là hoàn toàn bất hợp lý. Tháng 6 năm 2016, Eric xin rời công ty để chạy theo tiếng gọi con tim. Nhưng sau đó không thấy em nhắc lại nên công ty cũng cho qua để công việc tiến triển. Sau đó, Eric lại yêu đương thêm vài lần nữa. Tình yêu hiện tại của Eric gây ảnh hưởng cho nhóm vì cả hai liên tục bị bắt gặp và báo tới công ty. Eric lên mạng nói chuyện với nhiều người bằng lời lẽ tục tĩu, thậm chí còn gửi ảnh nhạy cảm của ST319 là công ty hướng tới giới trẻ. Không những khán giả trẻ mà chúng tôi luôn muốn hỗ trợ những tài năng trẻ. Phát ngôn sai lệch của Eric hôm nay không chỉ khiến khán giả bối rối mà nhiều người bạn trẻ đam mê ca hát cũng hoang mang. Tôi nghĩ mình cần có trách nhiệm để làm rõ khuất tắc cho họ. Đó là lý do tôi trả lời cuộc phỏng vấn này. Tôi nói trước,
mình sẽ không bình luận về scandal yêu đương của Eric, ông bảo Aiden cho biết thêm. Hiện căng thẳng trong mối quan hệ giữa Eric và công ty ST319 tiếp tục leo thang. Nghi vấn về tình bạn thân thiết đặc biệt của Eric và Sơn Ngọc Minh. Những ngày qua, câu chuyện giữa Eric bất ngờ đơn phương chấm dứt hợp đồng với ST319 và rời nhóm Monster đã khiến cho công chúng xôn xao. Mặc dù xuất hiện tin đồn cho rằng Eric đã tìm được ekip mới và đầu quân cho một công ty giải trí khác, song về phía Aiden, quản lý Monster chỉ nói lý do khi xin nghỉ của Eric chỉ là em muốn dành thời gian cho công việc và việc học. Theo một số nguồn tin đáng tin cậy tiết lộ, Eric rời nhóm Monster vì chuyện tình cảm. Điều này càng khiến cho các fan đặt dấu hỏi về mối quan hệ tình cảm hiện tại của Eric. Ngay lập tức, cộng đồng người hâm mộ và cư dân mạng đã vào cuộc điều tra và không ít người đã phát hiện ra nghi vấn không hề nhỏ giữa Eric và Sơn Ngọc Minh. Qua rất nhiều bằng chứng, sự trùng hợp ngẫu nhiên dường như cả hai đang khá thân thiết với nhau và mối quan hệ đang trên mức tình bạn. Sơn Ngọc Minh từng là thành viên nhóm nhạc V-Music được đông đảo khán giả trẻ biết tới một thời. Đây cũng là nhóm nhạc được coi là đối thủ của nhóm 365. Tuy nhiên, năm 2014 thì nhóm đã tuyên bố tan rã, các thành viên bắt đầu sự nghiệp riêng và Sơn Ngọc Minh cũng bắt đầu phát triển con đường ca hát solo. Mặc dù cho ra mắt nhiều ca khúc, single, nhưng Sơn Ngọc Minh vẫn lận đận trong con đường âm nhạc. Năm 2016, nam ca sĩ có tham gia cuộc đua kỳ thú cùng với chân dài Mâu Thủy. Mình vừa gửi tới cho các bạn những thông tin đầy đủ nhất về nam ca sĩ Eric. Hy vọng các bạn sẽ nắm rõ hơn phần nào về chàng ca sĩ này. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi.